Kính thưa quý vị, chú chuột lang ở Thụy Sĩ dự đoán chiến thắng dành cho đội tuyển quốc gia. Hôm thứ Sáu vừa qua, một chú chuột lang tên là Madame Shiva đến từ Thụy Sĩ đã đưa ra lời tuyên đoán mới nhất về giải túc cầu World Cup và chiến thắng dành cho đội tuyển quê nhà. Theo tổ chức từ thiện SwissAid của Thụy Sĩ đã lựa chọn chú chuột lang nói trên làm linh vật của đội tuyển quốc gia giúp đưa ra dự đoán về kết quả thi đấu của các cầu thủ Thụy Sĩ tại World Cup Brazil. Chú chuột Madame Shiva đã đưa ra lời dự đoán đầu tiên trong một video được quay ở Vienna, Áo Quốc. Để thực hiện dự đoán này, người ta đã đặt Madame Shiva vào một sân bóng nhỏ với hai nửa sân đại diện cho Thụy Sĩ và Ecuador. Sau một hồi phân vân ở giữa sân, chú chuột trên đã tiến về phía Thụy Sĩ, tương đương với dự đoán chiến thắng sẽ thuộc về đội này. Hiện nay thì Madame Shiva đã đưa ra lời tiên đoán về kết quả của các trận thi đấu khi Thụy Sĩ gặp Pháp diễn ra vào ngày 20 tháng 6 sắp tới và gặp Honduras vào ngày 25 tháng 6 sắp tới. Tuy nhiên, những dự đoán nói trên sẽ chỉ được công bố vào đêm trước ngày diễn ra trận đấu. Với dự án truyền thống nói trên, người hâm mộ sẽ có cơ hội đặt cược theo hoặc ngược lại với dự đoán của Madame Shiva. Sự xuất hiện của chú chuột này khiến cho người ta liên tưởng đến bạch tuộc Paul, một linh vật nổi tiếng từng dự đoán chính xác hàng chục trận thi đấu của đội tuyển Đức. Theo tổ chức từ thiện phi chính phủ SwissAid cho biết, họ đã chọn chuột lang làm linh vật dự đoán nhằm để khuyến khích sản xuất nông nghiệp đối với các quốc gia đang phát triển như Ecuador. Theo SwissAid giải thích, việc sử dụng phân chuột lang để bón đất sẽ giúp người làm nông nhỏ lẻ có thể tiết kiệm chi phí về thuốc trừ sâu, đồng thời vẫn bảo đảm được việc làm giàu cho đất nước. Ở Ecuador, chuột lang được nuôi chủ yếu để lấy phân bón và để làm thức ăn. Tuy nhiên, theo SwissAid cho biết, Madame Shiva sẽ không bao giờ bị đối xử như vậy.